Xin kính chào tất cả quý vị và anh chị Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của đội ngũ HPK Như quý anh chị đã biết trong những năm gần đây thì những đại lý xe Hyundai đang nổi lên là một trong những đại lý xe hơi có doanh số bán tốt nhất tại thị trường Việt Nam cạnh tranh trực tiếp với những mẫu xe của nhà Toyota Ford hay là những dòng sản phẩm của tập đoàn Thaco Tuy nhiên thì Hyundai luôn có những chỗ đứng cho riêng mình Điều đặc biệt được thể hiện trong năm 2023 có tới 3 mẫu xe lọt vào top 10 xe bán chạy nhất như Hyundai Accent lên tới 17.000 chiếc và Hyundai Creta lên tới hơn 10.000 chiếc. Và trong video ngày hôm nay em nghĩa sẽ báo giá chi tiết về chương trình khuyến mại cũng như tổng lăn bánh mới nhất của dòng sản phẩm Hyundai Accent, một trong những mẫu sản phẩm sedan hạng B cạnh tranh trực tiếp với Toyota Vios, Honda City hay là Mazda 2 ở thời điểm hiện tại trong tháng 1. Và những quý anh chị đang có nhu cầu tham khảo thì có thể tham khảo thông tin thêm. Xem thời điểm này có phải là thời điểm tốt nhất để lấy xe không ạ? Và trước khi video được bắt đầu, em nghĩa luôn mong muốn nhận được sự ủng hộ cũng như là sự tin tưởng của tất cả quý khách hàng. Hyundai Accent được lưu hành tại thị trường Việt Nam với 4 phiên bản, hai phiên bản số tự động và hai phiên bản số sàn. Phiên bản đầu tiên, phiên bản 1.4 AT, phiên bản đặc biệt, đây là phiên bản cao cấp nhất, là một trong những phiên bản được trang bị rất nhiều những option nổi bật nhất trong 4 phiên bản với mức giá niêm yết là 542 triệu đồng. Trong chương trình đầu tháng 2 này và cụ thể ngày hôm nay là ngày 30 tháng 1 năm 2024 thì mẫu sản phẩm Hyundai Accent 1.4 AT đặc biệt có mức giảm giá lên tới 35 triệu đồng tiền mặt mức giá sau giảm chỉ còn lại là 507 triệu và khi áp dụng giảm 35 triệu kèm theo những gói quà tặng như dán phim, trải sàn hay là camera hành trình thì sẽ có mức giá lăn bánh tại thị trường Hà Nội sẽ là 595 triệu đồng lăn bánh tại thị trường Hồ Chí Minh sẽ là 585 triệu và lăn bánh tại thị trường tỉnh sẽ là 565 triệu đồng Mức giá này thì cũng vẫn tương đối tốt so với thời điểm đầu năm nay. Đặc biệt những quý anh chị khi mua dòng sản phẩm Hyundai Sen vào dịp cuối năm vừa rồi thì chúng ta sẽ được hưởng ưu đãi kép từ chính phủ Việt Nam và khuyến mại cực kỳ tốt từ đại lý Hyundai Thành Công. Tuy nhiên, ở thời điểm trong đầu năm 2024 này, những quý anh chị cần một mức xe, cần một mức giá mua Hyundai Sen để đi Tết thì đây cũng là một lựa chọn cực kỳ hợp lý và phiên bản tiếp theo chính là phiên bản 1.4 AT. Đây là một trong những phiên bản cũng là bán chạy nhất trong bốn phiên bản. Với mức giá niêm yết là 505 triệu đồng thì trong thời điểm tháng 1, đầu tháng 2 cũng đang được hỗ trợ lên tới 33 triệu đồng tiền mặt. Mức giá sau giảm chỉ còn lại là 467 triệu và khi áp dụng giá giảm 33 triệu và tặng khuyến mại kèm theo từ đại lý thì lăn bánh tại thị trường Hà Nội sẽ là 552 triệu đồng, lăn bánh tại thị trường Hồ Chí Minh sẽ là 542 triệu và lăn bánh tại thị trường tỉnh là 522 triệu đồng. Nhiều quý anh chị không muốn mua số tự động và tiết kiệm một khoản tiền nhỏ dùng để chạy kinh doanh dịch vụ cũng như chạy gia đình thì chúng ta có thể hướng đến hai phiên bản số sàn với mức giá niêm yết là 467 triệu đồng và trong chương trình của tháng 1 đầu tháng 2 này cũng được giảm giá lên tới 33 triệu đồng tiền mặt và mức giá sau giảm chỉ còn lại là 434 triệu và khi áp dụng chương trình giảm giá và tặng kèm phối phụ kiện của đại lý từng thời điểm thì quý anh chị sẽ có mức giá lăn bánh tại thị trường Hà Nội đối với phiên bản Accent 1.4 MT là 517 triệu đồng, lăn bánh tại thị trường Hồ Chí Minh sẽ là 508 triệu và lăn bánh tại thị trường tỉnh sẽ là 488 triệu đồng. Và phiên bản cuối cùng, phiên bản có mức giá thấp nhất niêm yết với mức giá là 424 triệu đồng, phiên bản số sàn bản bay cũng đang được hỗ trợ lên tới 32 triệu đồng tiền mặt và mức giá sau so giảm chỉ còn lại là 392 triệu đồng. Và khi áp dụng giảm 32 triệu thì đối với phiên bản bay phiên bản số sản chúng ta sẽ có mức giá lăn bánh tại Hà Nội sẽ là 465 triệu đồng, lăn bánh tại thị trường Hồ Chí Minh sẽ là 457 triệu và lăn bánh tại thị trường tỉnh sẽ là 437 triệu đồng. Điểm mạnh của Hyundai Accent so với đối thủ trong cầm phân khúc đó chính là có một mức giá niêm yết cực kỳ là hợp lý và ngoài những cái mức giá thì Hyundai thành công cũng tạo ra một dòng sản phẩm chiến lược dành cho mình với thiết kế ngoại thất nội thất sang trọng tỉ mỉ và trẻ trung. Đó chính là những cái điểm mạnh trên dòng sản phẩm Hyundai Accent. Bên phía ngoài ngoại thất chúng ta vẫn có được cái cụm đèn phía trước là cụm đèn Halogen projector và có giải LED định vị ban ngày đèn gầm và một cái lưới tản nhiệt hình kim cương. Phía đuôi xe chúng ta cũng có được cái đèn hậu dạng LED. Đặc biệt bên trong khoang nội thất chúng ta sẽ có được ghế da hai tông màu, màu xám và màu kem. Màn hình chính giữa trung tâm lên tới 8 inch, có điều hòa tự động. Màn hình sau vô năng lên tới 4,2 inch, vô năng được bọc ra, tích hợp những phím bấm chức năng, hệ thống âm thanh 6 loa sống động. Và đối với dòng sản phẩm Hyundai Accent thì chúng ta sẽ có khối động cơ Kappa lên tới 1.4 lít 4 xi lanh mang đến công suất tối đa là 100 mã lực và mô men xoắn là 132 Nm tại 4.000 vòng một phút. Đi kèm với động cơ vẫn là hộp số 6 cấp tự động hoặc số sàn cùng hệ dẫn động cầu trước cho xe ổn định khi di chuyển và tiết kiệm nhiên liệu. Hyundai Accent sẽ tiếp tục được bổ sung những cái trang bị an toàn như cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, chống bó cứng phanh ABS hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, cảm biến lùi, camera lùi và hai túi khí ở bản tiêu chuẩn và 6 túi khí ở bản cao cấp, chống trượt thân xe VSM. Và bên phía vành xe thì chúng ta vẫn được trang bị một cái vành lên tới 16 inch. Và đó là những thông tin mà em Nghĩa muốn gửi đến cho quý anh chị trong video ngày hôm nay. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi và xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau. Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Có điều phải online hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất của xe Toyota.